thuế, phí ô tô cao hay thấp. Hiện nay, trong khu vực ASEAN, chính sách thuế, phí với ô tô ở các nước khác nhau tạo ra sự chênh lệch giá bán ô tô. Ví dụ như tại Thái Lan, nơi lắp ráp mẫu Toyota Corolla Altis, bản máy xăng cao cấp nhất có giá bán 979.000 baht, khoảng 740 triệu đồng. Trong khi đó tại Singapore, mẫu xe này có giá lên tới 103.988 đô la Singapore, hơn 2 tỷ đồng. Còn tại Việt Nam, Corolla Altis bản máy xăng cao nhất nhập khẩu từ Thái Lan hiện có giá bán 780 triệu đồng. Bộ Công Thương từng đánh giá, nguyên nhân lớn nhất khiến giá xe tại Việt Nam ở mức cao là do thuế và phí cao. Ông Vũ Tấn Công, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Công nghiệp và Thương mại ô tô Việt Nam cho biết, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trước khi lăn bánh phải chịu nhiều loại thuế và phí, thuế nhập khẩu, nếu có. Thuế tiêu thụ đặc biệt, ô tô từ 9 chỗ trở xuống động cơ đốt trong từ 35 đến 150%, còn xe điện là 3%, thuế giá trị gia tăng, 10%. Thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ, 10 đến 12%, phí đăng ký, phí đăng kiểm, bảo trì đường bộ và các loại phí bảo hiểm. Còn với ô tô lắp ráp trong nước, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng tiểu ban chính sách, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, bên cạnh các loại phí để lăn bánh với ô tô nói chung, sẽ gồm có thuế nhập khẩu linh kiện, lắp được thành xe thì chịu tiếp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Ông Hiếu cũng cho hay, để gia tăng quy mô thị trường, tại văn bản góp ý dự thảo chiến lược phát triển công nghiệp ô tô mới nhất, đề xuất Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam để gia tăng quy mô thị trường, cần đánh giá, cải cách hệ thống thuế phí liên quan đến ô tô như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ. Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô và các giải pháp tài chính hỗ trợ cho vay, sở hữu xe, cụ thể hơn, có thể không tính thuế kiểu chồng thuế như hiện nay. Ví dụ một chiếc ô tô nhập khẩu, khi về cảng đầu tiên sẽ chịu thuế nhập khẩu. Sau đó, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tính trên giá về cảng cộng với thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cũng tính trên giá sau khi cộng các loại thuế. Đó là chưa kể doanh nghiệp còn phải tính thêm các chi phí bán hàng, lợi nhuận mới ra giá bán tới tay khách hàng. Nếu chọn phát triển thị trường ô tô thì việc cần làm là gia tăng quy mô thị trường. Từ đó sẽ kéo theo công nghiệp phụ trợ, rồi hạ tầng giao thông phát triển, thu hút đầu tư. Ông Hiếu lý giải và cho hay, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội cũng kiến nghị cần có thêm các ưu đãi thuế cho những dòng xe thân thiện môi trường, đặc biệt ô tô hybrid. Tại dự thảo mới nhất về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu, xây dựng các chính sách giảm lệ phí trước bạ cho các dòng xe HEV, hybrid xe xăng lai điện, PHEV, plug-in hybrid, xe hybrid sạc điện và BEV, xe thuần điện chạy hoàn toàn bằng pin để phát triển thị trường. Đại diện một hãng xe tại Việt Nam cho rằng, bên cạnh xe thuần điện, ưu đãi thuế, phí cho xe hybrid có thể giúp thúc đẩy thói quen mua sắm của người dùng từ xe xăng, dầu truyền thống sang các loại xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm khí thải ra môi trường. Những dịch vụ ô tô lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Smart Solution, dịch vụ đổi xe cũ lấy xe mới của VinFast được công bố trình làng vào ngày 8 tháng 5 năm 2020. Địa điểm chính tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Chương trình này áp dụng cho tất cả các dòng ô tô đang lưu thông trên thị trường chưa quá 7 năm, được Smart Solution mua lại với định giá hấp dẫn. Đổi lại, khách hàng chọn mua xe VinFast mới. Sau 2 năm triển khai, ngày 12 tháng 12 VinFast loan báo dừng chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, Smart Solution để chuyển sang các gói ưu đãi khác qua chính sách thành viên cộng đồng VinFast toàn cầu. Dịch vụ đổi pin xe máy điện được VinFast triển khai từ đầu năm 2022, người dùng các dòng xe Ludo, Impass và Clara S có thể lựa chọn đổi pin mới thay vì chờ sạc lại pin. Phí đổi pin 25.000 đồng lần. Cùng năm, mạng lưới điểm đổi pin mở rộng nhanh chóng nhờ tận dụng mạng lưới bán lẻ Vinmart, nay đổi tên thành Winmart, thậm chí được đánh dấu trên bản đồ Google Maps thông qua quảng cáo địa điểm. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, hãng loan báo dừng dịch vụ đổi pin với giá 25.000 đồng cho khách tại các showroom, đại lý mà thay bằng chính sách cho thuê pin nhiều ưu đãi hơn. Dịch vụ taxi điện xanh SM chính thức khai trương dịch vụ hôm 14 tháng 4 năm 2023 bởi Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM. Doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập và nắm giữ 95% cổ phần của doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Đến nay, chỉ sau 18 tháng vận hành, nhãn hiệu taxi điện, xe ôm xanh SM đã mở rộng bao phủ ra toàn quốc hãng phủ sóng 54 trên 63 tỉnh thành. Xanh SM hiện sở hữu đội xe 80.000 chiếc, gồm cả ô tô điện, xe máy điện và xe của đối tác, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng mỗi ngày thông qua nền tảng gọi xe xanh SM Platform. Dịch vụ sạc pin ô tô điện lưu động được VinFast công bố triển khai từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 và đặt mục tiêu đến tháng 6 năm 2023, đưa vào vận hành tổng cộng 100 xe sạc pin lưu động tại 63 trên 63 tỉnh, thành trên cả nước. Chi phí cho 15 phút sạc bằng dịch vụ sạc pin lưu động là 50.000 đồng lần, cho phép khách hàng di chuyển tiếp được quãng đường lên tới 40 km đối với xe VFE34 và 30 km đối với xe VF8. Đối với dịch vụ Mobile Service, chi phí cho các hạng mục sửa chữa,
thay thế phụ tùng được áp dụng tương đương với mức phí tại các xưởng dịch vụ của VinFast trên toàn quốc. Khách hàng không phải trả thêm bất cứ khoản phụ phí nào. Hệ thống xưởng dịch vụ xe điện được VinFast chủ trương bắt tay đồng hành với nhiều đối tác có mặt bằng và kinh nghiệm để phát triển mạng lưới nhanh nhất có thể. Mới nhất là dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe điện Vin vừa ra mắt hôm 24 tháng 10 bởi công ty cổ phần Vin, một doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập. Vin cung cấp dịch vụ học và thi giấy phép lái xe hoàn toàn bằng xe điện VinFast. Với tầm nhìn trở thành đơn vị đào tạo lái xe thuần điện đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, quy mô dự kiến lên đến 20 cơ sở đào tạo trên cả nước. Sử dụng 100% xe điện VinFast trong đào tạo và thực hành, Vin tạo cơ hội cho học viên tiếp cận với loại hình phương tiện thông minh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường ngay từ những ngày đầu tập lái và tìm hiểu chuyên sâu về ô tô. Anpine A110R Anthem giá hơn 9 tỷ đồng, có gì đặc biệt? Ở bên ngoài, A110R Anthem được cân chỉnh lại về khí động học với các vây gió trên cản và cánh bằng sợi carbon lớn hơn. Tính khí động học được cải tiến không chỉ để trang trí, vì chúng tạo ra lực ép xuống bổ sung 160 kg ở tốc độ tối đa so với A110R. A110R Anthem có mâm rèn kích thước 18 inch ở phía trước và 19 inch ở phía sau, được bọc trong lốp Michelin PS2 Coupe. Một điểm khác biệt nữa của A110R Anthem so với bản thường là có nhiều cấu hình cá nhân hóa, điển hình là Atelier và Atelier Mesure. Atelier cung cấp 27 tùy chọn màu sắc cho ngoại thất và 4 sắc thái Alcantara cho nội thất cùng với các chi tiết tùy chỉnh khác. Atelier Mesure bổ sung thêm 9 màu Alcantara và 10 sắc thái da với 3 kỹ thuật hoàn thiện, thêu, dập nổi và bện da. Anpine A110R Anthem có mức giá cao ngất ngưỡng là 265.000 euro, gấp đôi so với mức giá 105.000 euro của A110R. Đặc biệt, Anpine A110R Anthem phiên bản La Blur có số lượng sản xuất hạn chế, chỉ 15 chiếc, với các đường vân thủ công ở bên ngoài và nội thất bọc da. Giá bán của phiên bản này lên tới 330.000 euro, 9,05 tỷ đồng. Mercedes G-Class có thêm 2 phiên bản đặc biệt. Trong số 2 chiếc Mercedes G-Class được sản xuất để kỷ niệm 45 năm dòng xe này, một là xe ý tưởng hợp tác cùng hãng thời trang Moncler và nhà thiết kế NIGO. Chiếc còn lại là bản thương mại sẽ bán ra cho khách hàng. Bắt đầu với mẫu xe ý tưởng, Mercedes và hãng thời trang Moncler đã một lần nữa hợp tác để tạo ra một dự án G-Class Past 2 Future độc nhất. Chiếc xe đặc biệt này có sơn hai tông màu mờ là xám và xanh ô liu. Chúng được kết hợp với các điểm nhấn màu đen và vàng cũng như phần mui bạt lấy cảm hứng từ áo khoác phao của Moncler. Mẫu G-Class ý tưởng còn có một can nhiên liệu màu vàng cũng như hệ thống âm thanh độ với hộp loa gắn trên các thanh nối nóc xe. Những điểm nổi bật khác bao gồm bánh xe thép đen và ghế bọc vải lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển. Phiên bản đặc biệt bán ra cho khách hàng lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng nêu trên nên vẫn giữ nguyên ngoại thất màu xanh lá cây và xám với các điểm nhấn màu đen. Chúng được kết hợp với mâm xe màu đen, huy hiệu Past 2 Future và một vỏ lốp dự phòng độc đáo. Những thay đổi bên trong chỉ bao gồm lớp bọc ghế vân caro cổ điển và dòng chữ ghi chú số lượng sản xuất 1 trong 20 chiếc. Phiên bản đặc biệt Past 2 Future của G-Class sẽ được giới hạn số lượng ở 20 chiếc, dựa trên các bản động cơ G450D và G500. Với bản đầu tiên, khách hàng có thể nhận được động cơ diesel 3.0 lít công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 750 nm. G500 có động cơ tăng áp 3.0 lít, 6 xi lanh thẳng hàng với công suất 443 mã lực và mô-men xoắn 560 nm. Kia Sportage bản nâng cấp sắp ra mắt. Kaskus đưa tin, 3 năm sau khi ra mắt mẫu xe thế hệ thứ 5, Kia Sportage dường như đã sẵn sàng cho một phiên bản nâng cấp. Mẫu xe không chỉ thay đổi ở ngoại thất mà cả công nghệ bên trong. Kia đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên và Sportage 2025. Từ hình ảnh, có thể thấy đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt trước đã được cải tiến, đưa Sportage đi theo đúng với ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Kia. Phần đầu xe trông cơ bắp hơn nhờ cặp đèn pha lớn xếp theo chiều dọc. Nhìn từ bên hông, không có nhiều thay đổi, nhưng phần đuôi xe được tinh chỉnh lại đồ họa LED đèn hậu, mang lại diện mạo gọn gàng và hiện đại hơn. Những thay đổi này dự kiến sẽ được áp dụng cho cả phiên bản trục cơ sở dài, hướng đến Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Úc, và phiên bản ngắn hơn, dành cho thị trường châu Âu. Bản nâng cấp này giống với những gì mà Kia đã sử dụng cho Picanto, Sorento, Carnival, K4 và K8, giúp các mẫu xe phù hợp về mặt hình ảnh với dòng xe điện của thương hiệu, dù các hình ảnh chính thức không hé lộ nội thất xe. Song từ những hình ảnh rò rỉ, nội thất Kia Sportage đã được thiết kế lại với bảng điều khiển mới có màn hình cong lớn, vô lăng hai chấu. Bên cạnh kiểu dáng và nâng cấp công nghệ, Sportage sẽ bao gồm các tùy chọn hệ truyền động xăng, hybrid và hybrid sạc ngoài. Các thông tin chi tiết hơn về Kia Sportage sẽ được công bố tại Hàn Quốc khi mẫu xe ra mắt.